Thuốc nuôi gà Ân Bình Điền xin kính chào anh em. Số điện thoại mình là 036 238 5669. Nhà mình ở gần chợ Bình Điền, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở gần chợ Lai Nhàn lấy thuốc cho mau lẹ, đỡ tốn tiền ship nha anh em. Rồi các anh em ở xa thì mình sẽ ship theo đường bưu điện nha. Rồi các anh em giờ xem kênh, nếu quan tâm đến các loại thuốc nuôi gà, các cách sử dụng thuốc sao cho hiệu quả thì các anh em bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những clip mới của mình nha. Thì hôm nay mình cũng nhưng một số anh em cũng gọi tới hỏi mình cái vấn đề mà nuôi con gà sao cho nó bóng lông, dùng thuốc nào, thì mình cũng chia sẻ đến với anh em nha. Này, một số cách bên mình làm, còn anh em nào có cách hay hơn thì có thể bình luận ở dưới để mà anh em mình có thể tham khảo nha. Bởi vì mỗi người một cách nuôi, đủ thứ chuyện hết để cho con gà bóng lông, chứ không phải một cách nào mà ai hay hơn ai hết. Nhiều khi một người đã nuôi cái cách này nó bóng lông, nhiều khi chỉ là người khác người ta nuôi không được. Đó là vậy. Thì hôm nay mình nói với anh em vậy ha. Cái bóng lông con gà, trước tiên ở ngoài con gà anh em bắt vô, cái điều quan trọng đầu tiên khi mới vào bội là các anh em phải tắm rửa cho nó. Bởi vì con gà mình sống tự nhiên ở ngoài là nó sẽ, cái mình mẩy nó sẽ là chứa là thứ nhất là mạt nè, gận nè, những con ký sinh trùng nó sẽ bám vô da, và lúc đó nó sẽ làm cho cái cọng lông con gà nó lúc nào nó cũng cùng hết, nó ăn trên lông nó không, nó bị sơ xác á, nó không bao giờ đẹp được. Với lại cái con gà mình ở ngoài vô thì nó sẽ bùn đất rồi nó bám vô cái những cọng lông ở trong con gà mình tắm, như khi mình vuốt ở ngoài không, nó không có sạch hết. Nên các anh em phải tắm rửa cho nó, tắm xà bông cho nó nha anh em, chứ tắm rửa nước thông thường thì nhiều khi nó cũng không có hết. Nó chỉ hết, nhiều khi nó hết bùn đất thôi, nhưng mà cũng mà những con mạt gần thì nó bám chắc dữ lắm, nó không có xuất ra. Thì đây mình có cái thì đây mình cũng bán thuốc luôn. Cái này xà bông tắm gà Jeromai, thằng này của Philippines nè, chuyên gia tắm gà luôn, 3.1 luôn. Từ sạch nè, sạch sẽ là con gà mình, nói chung là nó sạch sẽ. Thứ hai thì những con ký sinh trùng bám trên da con gà là nó sẽ đi ra đi hết trong vòng 1 đến 2 lần tắm mà. Thường là tắm một lần anh em. Một gói vậy các anh em pha với 4 lít nước rồi các anh em nhúng nguyên con gà vào chổng luôn. Gà chổng gà mái luôn nha. Gà chổng gà mái thì các anh em tắm cũng được hết chứ không phải riêng gà chổng. Nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ giúp con gà mình sạch sẽ nè. Thứ hai thì nó diệt được những con ký sinh trùng mà gây hại trên mình đó. Thứ ba nó sẽ giúp con gà mình, lông con gà mình sẽ bóng theo thời gian. Đó, khi mà những con mạt con gận đồ được, các anh em không không gọi là không có gì được mấy con mạt đó thì nó sẽ làm hư hại con lông con gà từ mấy, từ ở trong lận, chứ không phải mà từ mà con gà mình nó mọc lông ra đâu. Nó rất là hại á, con mạt nó rất là hại. Thì cái này là chỉ là một phần thôi, còn một phần nữa thì bắt đầu vô bội thì các anh em nuôi, thì các anh em cho ăn, trong quá trình nuôi thì các anh em cho ăn những cái loại thức ăn mà nó sẽ cung cấp cái vitamin E để mà giúp con gà mình bóng lông, hoặc là những cái loại thuốc mà nó có thành phần biotin, hoặc là vitamin E, hoặc là vitamin D. Đó, những cái thành phần thuốc mà nó sẽ giúp cho gà mình bóng lông, trong hoặc là trong những loại thức ăn như là lúa ngâm hoặc là đậu, thịt bò, lương thì nó cũng một phần ở trong đó. Mỗi người thêm một cách nuôi cho con gà bóng lông mà. Mà muốn con gà như hấp thụ những cái loại thức ăn đó thì các anh em phải có vấn đề là các anh em phải sổ lại nó. Đối với những con gà ốm, gà mới ngoài bắt vô á thì nó ốm, hay tình trạng nó bị ốm, nó đủ tay, nó đủ thức ăn á thì nó ăn sẽ, nó sẽ có tay sẵn. Còn những con gà mà ở những khu vực nó không có thức ăn, không có gao rồi, hoặc là những không có những con côn trùng rồi để nó ăn á, thì khi mà anh em bắt vô thì nó sẽ ốm, hay gặp tình trạng ốm. Những con gà lường tàu thì nó, những con gà lường tàu thì các anh em phải là coi ở trên cái gần cái phao câu nó, hai cái cơ đùi ở trên gần phao câu nó, các anh em gờ vô đó mới biết là nó mập hay không. Vì lường tàu thì các anh em gờ vô thì lúc nào nó cũng vậy à, nuôi vậy nó không có lên. Nhưng mà nó lên cái cơ ở trên đó là các anh em biết con gà mình nó đủ pin hay không. Thì mỗi người một cách nuôi, mỗi người một cách hiểu biết con gà riêng, thì mình chỉ sẽ chia sẻ cho anh em vậy thôi.
sổ lãi thì ở đây mình có thằng Aptis này, sổ lãi của thằng Philippines, cũng Philippines luôn, chung hãng với thằng Jeromai này luôn. Sổ lãi này 60.000 viên, 1 dĩ 10 viên nha anh em, 1 dĩ 10 viên. Sổ lãi này thì nó có cái công dụng nữa, chỉ những con gà bị bọt mắt á, chảy nước mắt á, là ở trong con mắt nó có con dung ở trong á, cái anh em làm cái anh em giả nhuyễn ra trong cái lúc đó cái anh em nhỏ mắt đó. Còn mà khi sử dụng cho những con gà mà mình sổ lãi thì gà che nửa viên, gà nội một viên, cái anh em chỉ cần uống một viên một là thấy nó hết rồi. Cái anh em muốn nhắc lại thì trong vòng khoảng 3 tuần thì cái anh em nhắc lại một lần nữa thì xong, gà mình nó hết hết dung lãi trong đó. Rồi bắt đầu mình vô mồi rồi gọi con gà mình nó ăn vô là nó hấp thu thụ được hết cái chất dinh dưỡng. Chứ để cái anh em không có sổ lãi là nó ăn hết mấy cái chất dinh dưỡng như thức ăn đồ. Cái anh em cho ăn vô là rồi mấy con dung sáng rồi nó ăn hết rồi. Thì cái này thì mình cũng chia sẻ nó hai loại thuốc này, rồi còn một loại thuốc hỗ trợ nữa là dạng sâm. Sâm cây tông này của Thái Lan, nó cũng hỗ trợ cho con gà mình móng lông nữa nha. Nó chứa vitamin D từ ánh sáng mặt trời á. Cây tông này thì nó có công dụng là nuôi, trong quá trình nuôi giúp gà mình phát triển cơ bắp săn chắc hơn. Và những anh em mà không có thời gian mà phơi nắng con gà, nhiều khi nắng tốt nhất là khoảng từ 8 đến 9 giờ. Nhưng mà các anh em mới có 7 giờ 7 rưỡi gì các anh em đi làm rồi. Nhiều khi các anh em đem ra phơi nắng mà cũng một chút xíu là nó cũng không có đủ chất. Nên các anh em nên bổ sung thêm cái thuốc này để mà giúp con gà mình nó bổ sung những lượng vitamin nó thiếu đó. Bởi vì con gà thiếu ánh nắng mặt trời á, thì nó cũng sẽ không bóng lông nữa nha anh em. Chứ không phải mà ánh nắng mặt trời cũng rất quan trọng. Rồi trong quá trình tắm nữa, chứ không phải là bóng lông thì nó kết hợp nhiều cái. Tắm thì các anh em chỉ cần là nhúng nước cái khăn cho nó ướt, rồi các anh em dắt cho nó khô nghe, chứ không phải để cái khăn mình ướt nha. Dắt cho khô luôn rồi các anh em vuốt lên lông nó khoảng 4-5 lần, chứ không có nhiều quá. Chỉ cần vuốt thôi, các anh em chỉ cần vuốt ở trên, vuốt vuốt xuôi theo chiều vậy đó, vuốt theo chiều cái đuôi vậy đó. Các anh em chỉ cần vuốt vuốt vậy thôi. Tắm thì các anh em chỉ cần tắm mặt với chân nó thôi, chứ cái mình các anh em không cần tắm nhiều đó. Các anh em chỉ cần lau sơ rồi các anh em vuốt vậy thôi, đằng gà mình sẽ bóng lông. Chứ không có cần mà tắm con gà ướt nhem ướt nhẹp là lúc đó con gà mình dễ bị cảm lắm. Thì thường các anh em các anh em nào mà những anh em mà mới biết chơi là thường sẽ tắm con gà sau đó mình mới phơi nắng. Nhưng mà theo cái mà mình biết á và mình áp dụng ở đây á là những con gà các anh em nên cho phơi nắng trước khoảng tùy theo cái mức độ nắng mà mình sẽ cho con gà mình phơi nắng lâu hay là mau. Nhưng mà quan trọng là lúc anh em đem vô, các anh em đem vô nên cho nó nghỉ khoảng 5-10 phút cho nó hạ nhiệt con gà, các anh em phải bắt đầu tắm nha. Các anh em lau nó như nãy giờ mình nói đó, lau nó là mình phơi nắng trước mình hạ tắm, chứ đừng có tắm trước hả phơi nắng. Bởi vì thường á các anh em tắm xong các anh em đem ra phơi nắng, những cái chỗ mà như nó sạch có cỏ rồi thì không nói đi, mình sợ nhiều khi các anh em để trong cái sân cát á thì lúc đó con gà nó sẽ tắm nắng. Nó tắm nắng lúc đó thì nó sẽ bươi ban cái cát rồi nó bám lên trên mình con gà mình á. Thì lúc đó nó sẽ gây ra tình trạng là con gà nó bị lông nó cụ. Nó dơ nó cũ. Nên lúc đó thì con gà bóng lông thì chắc không thể nào mà bóng nổi. Các anh em lưu ý là mình nên tắm nắng trước, sau đó mình hãy tắm nước cho con gà phơi nắng trước á. Hả tắm. Rồi cái đó là ý kiến riêng của mình nha. Còn anh em nào mà có ý hay hơn thì có thể chia sẻ đến với các anh em nuôi gà. Mỗi người một cách nuôi mà, mỗi người một thầy. Thì ai biết được cái nào thì chỉ nấy. Nuôi gà thì mình giao lưu, mình chia sẻ cách nuôi thôi. Còn hay dở là do cái tài nuôi của anh em. Nên các anh em đừng có sợ chỉ trên đây người này người ta hơn mình. Không ai hơn ai đâu. Quan trọng là cái tài nuôi và cái bổn ban con gà nó, chứ không phải là cái cách nuôi đâu. Rồi vậy hơn số chia sẻ của mình nha anh em. Các anh em nào mà chưa bấm nút đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi chào tạm biệt anh em.